Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trên mọi miền đã quay trở lại kênh của Ngọc Trung nha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp, vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong mọi cuộc sống ha. Thì hôm nay hàng cũng đã về cho anh em ha. Nói chung là hôm nay hàng về là điều cho anh em nha Đó, hôm nay về có hai cây cưa nè, một cây cưa là của Makita, một cây cưa là của nói chung là bây giờ là mình vô từng con một nè. Hôm nay có cần nè. Cần này là cần đây là cần Echo. Echo nha, Echo 251, 252, 253, 254 gì đó nè. Đây cũng vậy nè. Đó, cần nè, tôm 260 nè. Cần này tôm 260 nè. Cần này là cần 330 nè. Đó, hôm nay cần về nhiều nha anh em nha. Đó. Rồi có một số máy cho anh em về anh em tập làm nghề ha. Đó, đây, làm tập làm nghề hay là lấy phụ tùng gì đó tùy theo anh em nha. Hôm nay có một con Sinowa S24 ha. Sinowa S24, con này thiếu cái tay cầm nhưng mà máy thì nó còn chắc lắm nha. Máy con này còn đẹp lắm. Rồi hôm nay nè có một con Singu ha. Singu đây là 26 sơ sơ nha anh em nha. Đó, 26 sơ sơ nè, 275 nè, 257 sơ sơ nè. Đó. Thì nó nồng của 34 ly á, con Tanaka đây nè. Tanaka này nó là 301 nha. Đó, con này nồng 37 ly ha. Con này là G3 sơ nè. Đó, con này G3 sơ nha anh em nha. Con này là TG ha, TG25 nè. Đó, TG25 nha anh em nha. Đó, này lên chấn ngang cho anh em luôn ha. Rồi. Có một con phun phân nè, phun phân nè. Phun phân thổi lá gì đây? Đó, đây máng ở đây. Nó mini nhỏ siêu siêu, cái bé xinh xinh cho bà con ha. Có một con này là Arimitsu. Này phun phân là xả lúa gì thì cũng không hiểu đây. Đây phun bột, phun phân, phun thổi lá gì đó. Đó. Rồi cưa nè. Rồi có một con nờ bơi. Robin nờ bơi 30 nha. Ủa, dòng này cũng gớm lắm nha anh em nha, đồng 38 ly là con này nè. Rồi có một con này là con Echo là 253 nè, 251. Con này là Echo 251 nha. Đó. Rồi con này là con Echo 2501 nha. Còn con này là con Echo 311 nha. Đây có một con nữa nè. Con hôm bữa có một con cũng đi rồi. Đây có một con cù lóc nè, nghe nói cái dòng này là cũng hiếm lắm sao mà thấy mấy ông cũng dành ghê lắm nè. Con này là con cù lóc 350 ha. Đây là con Estin 411 cãy đuôi nha, bán rẻ cho anh em luôn. Đây là Hermilus ha. Đây là cưa Makita này màu xăng nổ rồi nè. Đây là TG20 nha. Ừ. Đây là Kawasaki KT17 nồng 37 ly nè. Đó. Đây là TA G2 sơi ha, G2 sơi. Thì con này nó thiếu bình xăng con, giờ gắn cái bình xăng con chế hai kim vô được nè. Có lửa rồi nha. Ừ. Rồi con này là con Rubin NB03 nha. Nó là RB03. Rồi con bơm nước là Cosin ha, Cosin 25 sơ sơi. Đây là con bơm nước Rubin nè, con này đẹp xuất sắc luôn. Ừ. Con này đẹp xuất sắc luôn nha. Con này đẹp như ốc tán nè. Nói chung là hàng này hàng y như là hàng chưa xài vậy anh em. Đó. Rồi có một mớ nè. Có một con xịt thuốc quạt nữa nè. Con này là con Echo nè. Echo này ha. Đó, nó rớt trên bình xuống nha. Bình nó bể rồi. Ha. Đó, chút nó bán cho anh em về anh em sưu tầm nha. Rồi. Bây giờ là vô cho anh em làm một con Sinowa S2A. Anh em lưu ý dùm cho Ngọc nha. Toàn bộ tất cả các mặt hàng này là hàng chưa dọn ha. Đó, anh em lưu ý lại. Cho dù nó có nổi đi chăng nữa, về nhà anh em cũng phải tự dọn lại à. Đó, chứ Ngọc chưa có dọn nha. Đó, thì lúc nào Ngọc lên kênh Ngọc cũng nói trước anh em rồi ha anh em ha. Thì anh em nào coi kênh của Ngọc á mà mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha. Đó, cảm ơn các cô bác cô chú kênh vừa rồi cũng đã like rất là mạnh tay ha. Rồi cũng cảm ơn nha. Con cả xin cảm ơn các cô chú rất là nhiều ha. Rồi, nói chung là các cô chú cứ mạnh tay cái vô mà cái video của Ngọc á mà cảm thấy mà cái video của Ngọc mà nó lên mà không có tiếng á thì mình thoát lại, mình tắt đi, rồi sau mình mở lại là nó sẽ có tiếng nha anh em nha. Đó, nhiều khi tại mạng của bên các cô chú cô bác á là nó mạng nó hơi yếu. Đó, nhiều khi nó lại như vậy nha. Rồi các cô chú nào mà vô coi video mà cảm thấy mà mến thương Ngọc thì like mạnh tay vô cho Ngọc nha. Rồi cũng cảm ơn trước cô chú nha. Rồi cũng xin chúc cô chú là luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe ha. Rồi, bây giờ vô cho anh em là một con Kawasaki con Sinowa S24 nha. Con này là S24. Tay lái có chén kẹp đầu bò thì đầy đủ luôn nè. Đây, đó, chén kẹp đầu bò đầy đủ. Con này thì màu xăng nổ rồi, về nhà chịu khó là vệ sinh lại cái nữa thôi. Chứ con này còn đẹp quá đẹp luôn nha anh em nha.
coi, nút tắt ở đây ha. Đó, thì cái này không biết Ngọc đi tán cái gì vô cái chân mà dở chân nhất quá. Rồi, con này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó thường lợi thôi nha. Con này nó quá đẹp luôn ha. Rồi, con này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là cũng 870 ngàn luôn nha. 870 ngàn luôn. Mã số 1 ha, mã số 1 nha, 870 ngàn ha. Đó, rồi vô số 2 nè. Vô số 2, để Ngọc vô trong hè đây Ngọc ngồi nha. Rồi, số 2 nè, vô cho anh em làm một cây cưa ha. Cưa đây là cưa G nha. G nè, G320 nha. Con này G320, làm xích là còn đẹp nè. Nè, xích nó còn đẹp nha, còn bén nha. Cơ tay vô muốn đứt tay luôn nha anh em nha. Đó, làm xích là còn đẹp. Này về chịu khó, cái này về chịu khó vệ sinh lại bình xăng con nữa là chỉ có xài thôi nha, chứ không có làm gì hết nữa nha anh em nha. Đó, anh em lưu ý vậy thôi. Kỳ vậy. Cái này nó nổ mà. Hay đỡ xăng rồi. Còn xăng mà, đúng không? Tôi giật à anh em, tôi giật về làm lại cộng dây giật dùm cho Ngọc nha. Nè, con máy thì còn đẹp lắm nha. Nè, về anh em làm lại cộng dây giật ha, còn không có thì để ngày mai đây Ngọc sách đi ra ngoài tiệm sửa xe kia kia ông làm dùm cho nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 1.400.000, 1.400.000 anh em nha, 1.400.000. Mã số 2. Mã số 2 1.400.000. Số 3 nè. Số 3 là vô cho anh em nè. Một con Makita ha, Makita nha. Đó, Makita đây là 8325 ha. À, 2835 nha. 2835. Con này mồi xăng thì cũng nổ rồi nè. Anh em về chịu khó vệ sinh lại bình xăng con nữa là xài ha. Xích này cũng còn đẹp nè. Đó, xích cũng còn dày còn đẹp nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 1.350.000. Đó, 300.000 thôi. Mã số 3 ha, mã số 3, 1.300.000. Toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc, điều quan trọng là không bao phí vận chuyển nha. Đó, vô cho anh em là một con Komitsu nè. Đó, Zenno Komitsu nha. Đó, nên bình đây là để đã phân phun lúa gì đây nè, thổi lá gì đây nè. Đó, anh em về nhà anh em ấy nha. Chiều ngang của nó là mini thôi, chiều ngang nó chắc cỡ 25 phân nha anh em nha, 25 phân ha. Đó, bình xăng thì nó bị răng rồi nè. Này, bình xăng bị răng nè, nè. Đó, bình xăng là nó bị răng nha anh em nha. Đó, ốc tán thì còn đẹp xuất sắc, về chịu khó làm lại ha. Hàng lại mấy cái chỗ đó. Rồi, con này thì Ngọc sẽ bán cho anh em. Yên nè, còn đẹp nè. Bình xăng mà nó không bị răng là ngon luôn ha anh em ha. Giật hơi còn tốt nha. Đó, hơi giật còn tốt. Rồi. Con này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 400.000, do bình xăng nó bể ha. Vì anh em chịu khó hàng lại nha. Mã số 4. Đó. Số 5 nè, vô cho anh em là một con Arimatsu. Arimatsu, con này bị bể bình xăng luôn. Về nhà anh em độ bình xăng trên nha. Con ốc tán nó nè, còn đẹp xuất sắc luôn, do nó bể bình xăng ha. Ốc tán nè, trời ơi, xài cục IC test nè. Nếu xài cục IC test này thì anh em có bãi bàn rồi ha. Đó. Hơi nè, chà, tốt nha, giật hơi còn tốt nha, còn mới chát à. Đó, mẫu mã con này thì bên này 10 lít, bình trên đây đó là 12, thành 12 lít nha. Đó, 12 lít, rồi con này bán cho anh em giá nó là 500 ngàn ha, 500 ngàn, mã số 5. Mã số 5 nha, đó, mã số 5 ha, 500 ngàn, đó, Arimatsu. Vô số 6 nè. Vô số 6 này, vô cho anh em làm một con G. À, một con G 2 đôi ha. Con Komitsu nha, G 2 đôi. Đó, con này con dạng cơm nè, ốc tán 7 màu đẹp xuất sắc nè, bình xăng bể thới bình xăng này cho anh em ha. Đó, ống hút xả 34, lưu lượng nước của nó thì anh em cũng đủ biết rồi, nằm trên dàn bơm cô sinh. Đó, mẫu mã nước nó thì 110 lít nước trên phút, để tầm cao được 35 đến 4 135
10 lít nước trên 1 phút đấy, tầm cao được 35 m đến 115 m nè, ống xả 34 ha. Mẫu mã thì còn đẹp nha, giật hơi còn tốt ha, lửa có thôi. Để giật còn mới chát luôn. Đó. Rồi, con này thì bán cho anh em giá nó là đi. Dây tuột này. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 600 ngàn nha. 650 ngàn nha. Quên. Số 6, con này còn đẹp ha. 650 ngàn. Đó, dòng của con cô Mitsu nha. Đó. Số 7 nè. Số 7 là vô cho anh em nè. Một con là TG25 nha, 25 ha. Mẫu mã còn đẹp luôn. Bô còn trắng tinh luôn. Tum rồi, ha, tum 260 luôn. Đây. Nó còn đẹp xuất sắc luôn nha. Về nhà chỉnh gió canty lại nha, lên chớ ngang rồi, chớ ngọc còn chưa làm được bất cứ một cái gì ở đây hết, thì về nhà mình tự làm, tự xử là về mình chỉnh gió canty lại nữa và mình xài đó. Bồi xăng thì nó nổ cỡ đó rồi, 750 ngàn, mã số 7 ha. Số 8 nè, giữa cái dàn kia qua đây. Số 8 là vô cho nên là một con G2A nha, con G2C. À, con này có cục IC test nè, con này có lửa rồi, bê tông đó nè, còn trắng chạch luôn nè, thấy chưa? Đó, con này thì giật hơi còn tốt nha. Đó, về nhà kiếm cái bình xăng con 260 gắn vô giật nha anh em nha. Đó, bố cũng còn nè, tung rồi. À, cái con hồi nãy là TG25 là con đó Ngọc sẽ tặng cho anh em bộ bố nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 250 ngàn, mà số 8. À, số 9 nè. Số 9 là vô cho anh em nè, một con là 301 nha, con này là 301 Tanaka 301 nha, tum bố lớn ha, tum rồi, tum bố lớn nha anh em nha. Đó, con này thì cục IC test nằm bự tà bá nằm dưới đây nè. Đó, giật hơi nè, hơi còn chắc nha. Đó, rồi con này bán cho anh em giá nó là 450 nha, bố lớn đồng 37 ly ha, 450. Mã số 9 nha. Số 10 nè, vô cho nên là một con Echo 251 nha, con Echo 251 bố còn dày nha, con này lửa có rồi ha. Đó, con này là bao lửa cho anh em luôn. Đó, hơi thì để Ngọc giật cho anh em nghe luôn. Đó, mẫu mã con đẹp xuất sắc nha, ốc tán đẹp xuất sắc luôn. Hơi nè, những hơi còn chắc nha. Đó, hơi còn chắc nha anh em nha. Rồi, con này bán cho anh em giá 600 ngàn. Mã số 10. Số 12 nè, số 11 nè. Số 11 là vô cho anh em là một con Kawasaki KT17 nha. Con này nòng 36 37 ly gì đó. Bố lớn luôn ha. Lấy mấy con bự bự đi vô đây luôn. Đó, hôm nay là bố lớn hơi nhiều nha anh em nha. Đó. Con này ốc tán là còn đẹp xuất sắc nha. Bố còn dày khui luôn nè. Bố càng còn dày khui luôn ha. Đó, con này còn đẹp tương đối luôn, có cục IC test nè. Đó. Rồi con này giật hơi nè. Rồi hơi con này còn chắc nha. Rồi, con này bán cho anh em giá là 450 nha. Bố lớn nha. 450. 450 nha anh em nha, bố lớn. Mã số 11. Số 12 nè, vô cho anh em là một con G3C nè. Ủa, con này còn đẹp cực kỳ luôn nha, thiếu ống xăng ha, mất ống xăng. Đó, nó cũng thuộc cái dạng là Geno nè, Komatsu luôn, G3C ha. Giật hơi nè. Đó, hơi còn chắc nha anh em nha. Đó, hơi còn chắc ha. Mẫu mã thì còn tương đối cho anh em ha. Đó, Uri vẫn còn. Đây, còn đẹp nha, tương đối cho anh em luôn ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là đồ bố này. Bố đây. Bố này là của hàng Hợi nè. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 430 ngàn. 12. 13 nè, vô cho anh em nè, một con Robin cánh bướm nè. Con này là bố lớn à ha, cũng là bố lớn luôn. Thiếu nắp Boe. Con này thiếu nắp Boe nha. Đó. Máy móc là Robin 03 là anh em còn đủ biết rồi đúng không? Hơi còn chắc nha. Đó. Đó. Rồi, con này thì móc một cọng dây đeo đây rồi ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 450 ha. Con này còn đẹp mà, 450 luôn. 13. 14 nè. Vô cho anh em là một con Robin 03 nha. À, lộn. Con này NB30 nha, con này nòng 38 ly nha anh em nha, mà bình xăng bị bể. Bình xăng bị bể rồi.
bố nè, bố còn đẹp nha, bố ba càng còn đẹp nha, mẫu mã còn rất đẹp luôn nè. Nó chỉ bể bình xăng thôi thôi đó, cái thôi cho anh em nè. Đó, con này hơi còn chắc ha. Bên Nhật á là mấy cái dòng này nó là 38 ly nha anh em nha. Đó, máy từ Nhật về nè. Đó, mẫu mã còn đẹp ha, buri còn trắng tươi luôn kìa. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 450 nha. Mã số 14 ha, 14 450. 15 nè. 15 là vô cho anh em nè. Một con Singu nha, con này là 26 cc nòng 34 ly ha. Đó. Mẫu mã thì còn đẹp tương đối nha. Bình xăng thì nó hơi bị răng cái này xíu siêu hơn nè. Đó. Rồi, bình xăng thì cũng còn tương đối nè. Để răng cho đó thôi. Lửa con này có rồi nha. Ừ, hơi còn chắc nha. Này giờ cùng mới chắc luôn. Đó, rồi. Con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn ha. Tum rồi, tum 260 luôn. Mã số 15. 16 nè. 16 vô cho anh em là một con Echo 311 nha. Đây, Echo 311 nè. Đó, bố cũng còn dày nè ha. Bố cũng còn dày nha anh em nha. Đó. Đây công tắc nằm đây. Đó, lửa có rồi, test thôi cho anh em nè. Đục hơi còn chắc ghê. Đó, hơi còn chắc nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 800 ngàn nha, 800 ngàn. Mã số 16 nha anh em nha. Đó, mã số 16 ha. Số 17 nè. 17 là vô cho anh em nè. Một con TG 20 nha. TG 20 con này vú bơm chưa bể nè. Nè, vú bơm màu đen chưa bể nha. Đó, mẫu mã thì cũng còn tương đối ha. Áo thì hơi bị răng cái này xíu thôi, không đến nổi gì đâu nha anh em nha. Đó, lửa có rồi, test hơi cho anh em nè. Nè, con nòng nó nè. Thấy không? Còn đẹp không? Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 350 nha. Mã số 17 ha. Đó, 350 mã số 17. Số 18 nè. Số 18 là vô cho anh em là một con Echo Corit ha, Echo Corit nha. Echo Corit không biết Echo này nó là bao nhiêu đây. Nó là 605 nha. Nè Echo Corit đây là nó ghi là 605 nè. Nè. Đó, 605 ha, nằm trên đầu xịt thuốc quạt nha anh em nha, xịt thuốc quạt. Đó, con này thì rớt trên bình xịt thuốc xuống nha, dây gai dây rít rồi vẫn còn nè, vú bơm chưa bể luôn nè. Còn nhớt của Nhật luôn nè. Đó. Giật hơi cho anh em nè. Tù, hơi chắc vậy. Đó, về nhà mình thiết kế cái này mình để rửa xe hoặc là xịt thuốc nè anh em. Có cái bình nào sẽ thuốc đồ cho vui ha. Rồi cây này bán cho anh em giá 400 ngàn. Mã số 18. 19 nè. Vô cho anh em là một con Echo 251 nè. Ủa con này đẹp ghê trời. Này cực kỳ đẹp luôn nha anh em nha. Đó mẫu mã đẹp luôn. Lửa có rồi. Hơi chắc nguội à. Đó. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 630 ngàn. Mã số 19 nha anh em nha. Đó còn đẹp ha. Bố cũng còn dày nè. Ha, bố dày khui luôn. Vô cho anh em là một con cưa Culoc à, Hermelus ha, Hermelus nha anh em nha. Con này. Rồi giật hơi còn tốt nha, còn căng nè. Đó, về anh em tự làm tự cắt cưa cho gia đình ha. Rồi cây này bán cho anh em giá là 400 ngàn. Mã số 20. Số 21 nè. Số 21 là vô cho anh em nè. Một con Culoc ha, Culoc đây là Culoc 35 nè, Boro 35 ha, tay cục. Đó, ê, cái này tay cục hay tay dài ta? Hình như đây là gọi là tay dài chứ đúng không? Tay dài. Đó, mini nhỏ nhỏ xinh xinh bé xinh xinh. Ừ, hơi là chắc rồi kìa. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 400 ngàn. 21. Mã số 21 400 ngàn nha. Đó. Rồi. 22 vô cho anh em một con Hermelus ha, bé bé xinh xinh. Nó có cái miếng ở trên này nữa mà rất là mất tiêu à. Đó, mất à, được mất à. Hơn chắc nha. Rồi bán con này cho anh em 3 xị, về anh em kiếm cái nắp đó, bỏ vô nha anh em nha, 300 ngàn. Mã số 22. 23 này vô cho anh em là một con đây là con Estin 041 nha, 041 ha. Đó, Estin 041. Mẫu mã thì cũng còn đẹp mà bị gãy cái đuôi mất tiêu rồi. Gãy cái đuôi rồi nha anh em nha. Nè, hơi nè. Hơi còn chắc vui à. Đó, nó bị gãy trên đây nữa nha. Nè. Đó, rồi bán xét cho anh em luôn ha. Về nhà anh em làm phụ tùng hoặc là để dành đó. Mình làm gì mình làm nha anh em nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 350. 33. 23. Mã số 23 nha. 23.
24 này. 24 vô cho anh em là một con Maru Yanma ha, Maru Yanma. Con này thì vẽ gáo này xíu mất cái buri ha, mất cái buri. Đó. Rồi. Nó sao bán vậy luôn nha. Mất cái buri à, giật hơi còn tốt. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá 170.000 về chế thuyền chế ghe cho vui anh em. 170.000. 24. Mã số 24 nha, 170.000. 25 nè, vô cho anh em một con Hitachi nè. Một con Hitachi, đây là Hitachi 26 sơ sơ nồng 34 ly nha, tôm rời tôm 260 ha. Con này giật hơi còn tốt ha. Đây. Giật hơi còn tốt nha anh em nha. Đó, có sao bán vậy luôn nha. Rồi, con này bán cho anh em giá 300.000. Về anh em tự dọn tự làm ha, lên trái ngang hai kim cũng được anh em à. Cái này nè. 300.000. Mã số 25. Vô cho anh em là một con Corit Echo, Corit 2000 nha. Con này là Corit 2000 nè, 22101 nè. 4 số luôn, dây bori còn nè. Này mắc bên sàn con. Này giật được nha. Đó, này giật được. Rồi bít tông cũng còn trắng nha. Đó, giật được. Bình sàn dày. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 200.000. 26. 200.000. 27 nè. Ủa con này đứt cái cọng dây đây rồi. Đứt cọng dây giật rồi. Rồi, cục này bán hên xui cho anh em luôn. Về làm gì làm ha. Bình xăng chưa bể. Đây, bình xăng chưa bể nha. Rồi, Echo đây, Echo 202 nè. Rồi bán cho anh em 150 ha. Về anh em làm gì làm nha. 150.000. 27. 28 nè, vô cho anh em một con Echo nè. Echo đây, Echo 2000 nha. Echo 2000. Bít tông thì cũng còn trắng bóc nè. Đó. Đây. Đó, còn trắng nha. Ồ, cái này giật được luôn nè. Mất bình xăng con nha, giật được. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 180.000. Hai mấy? 28. 29 nè, vô cho anh em là một con Echo. Echo đây là Echo trắng, Echo 2000, 2226 nha. Đó, Echo 226. Con này thì con này giật cứng rồi. À, mất mất bình xăng con. Bình xăng cũng chưa bể luôn. À, rồi cục này bán cho anh em là 150. Ừ? 29. À, số 29. Rồi vô tiếp cho anh em là một con Makita ha. À, Makita đây, Makita 23 sơ sơ nè. Đó, có cục ICTEP nè. Tình trạng là bị cứng, thiếu nắp xăng ha. Con này là bị cứng rồi nha. Tum rồi, tum 260 luôn nè. Bố còn dày luôn. Rồi cục này bán cho anh em giá nó là 200 rưỡi ha, 250 về gỡ ra làm nha anh em nha. Mã số 30. Anh em nhìn kỹ nè, cục ICTEP với lại cái bố là cũng đã thấy tung là hết 100.000 rồi đó. Nhiều đó là 100.000 rồi chứ tính buri ủ giật rồi nha anh em nha. Vô cho anh em bộ hơi của thằng TG24 nè. Nè bê tông còn trắng bóc nè. Đó. Con này có lửa nha. Nè bê tông bên đây cũng còn trắng nè, giật hơi nè. Con này có lửa nha, ICTEP còn nè. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 270.000. 31. 270.000 nha. 32 nè, một con súng đại liên nè, ngọc sợ nó rớt cái nắp nè, lấy dây thép, lấy dây kích động, dây đồng cột lại nè. Bình xăng con còn nha, bình xăng con này kiểu này là kiểu cây cưa nè. Có cái tum cho anh em luôn nè, nè, có tum luôn nè. Đó. Về nhà em làm gì làm ha, chế cháo súng đại liên. Giật. Hơi cũng còn chắc phết đó chứ. Rồi, cục này bán cho anh em sưu tầm, về anh em sưu tầm nha. Dây ga còn luôn. Rồi, con này bán cho anh em 200.000 về anh em sưu tầm nha. 32. Mã số 32. 33 nè. 33 vô cho anh em cục Kawasaki KT 17 nè. À KT 12 chứ. Đây là tum nhỏ nha, tum 260 ha. Nè, KT 12 nha. Đây. Đó bị cứng rồi, còn buri, mất bình xăng con. À lộn, mất bình xăng mẹ. À. Rồi cục này bán cho anh em 100.000. 33 bị cứng nha. 34 nè, vô cho anh em một con Singu nè. Singu đây là tum rời tum 260 nè. Đó. Giật được ta. Rồi con này giật được luôn nha. Mất bô ri giật được. Rồi con này bán cho anh em giá 150 ha, 150.
34. Mã số 34 150 nha. 35 nè, vô cho anh em con single nữa nè. Single này là mất bình xăng con, bố cũng còn. Bố thì cũng mòn rồi, mất bình xăng con. Buri bị gãy nè. Rồi cục này bán cho anh em 100.000 về anh em làm phụ tùng. Qua đây cái gì vậy? Đu cái bô này móc qua đây luôn nậu. Này giờ đổ su bo được nè anh em. Rồi 100.000. 100.000 nha anh em nha. 35. Nè, dây cái dây IC nó còn nè, dây pin sườn còn nè, dây pin nó còn nè. Vô cho anh em một con G3 sơi. Con này còn bô ri, mất bình xăng con. Ha, tình trạng là bị cứng. Bố còn dày, giờ lấy bố hay lấy phích lửa đồ đó. Đó, tùy thì anh em làm nha. Rồi, cục này bán cho anh em giá 200.000. Nhiêu? 36. Mã số 36, 200.000 nha. Đủ con này, bố còn đẹp chứ, ốc tán cũng còn đẹp chứ. Vô cho anh em cục TD18. Mất ổ giật nha, lăn được nè. Mất ổ giật, lăn được. Ha. Rồi, cục này bán cho anh em 80.000. 80.000, 37. Con này còn bình xăng con nha. Nè, bình xăng con còn nè, mất ổ giật thôi. Rồi, vô cái cục này của thằng TG nè. TG đây là TG 20. Bị cứng nha, bị cứng còn ổ giật. Bố cũng còn luôn, bố còn dày luôn. Rồi, cục này bán cho anh em 100.000. Bê tông còn trắng bóc à. 100.000. 38. Số 38 100.000 nha. 38 100.000. 39 nè, vô cho anh em cục KT Mitsubishi KT 12 nha. Tum rồi, tum 260 còn bố luôn. À lộn, mất bố rồi, còn cục ISO tép luôn nè. Giờ kiếm giờ gỡ ra. Lên máy. Cứng à, bị cứng à. Này bị cứng nè, tụt dây giật. Buri còn. Nè, dây ISO còn nè, gắn vô đây. Rồi cục này bán cho anh em giá 170.000, bị cứng. Mitsubishi T12 nha. Số 39. Rồi. Số 40 nè, 40 là một con single nữa nè. Con single này 26 sơ sơ nè. Con này tình trạng nó là bị cứng nha, bị cứng tum rồi, tum 260 luôn, bố còn dày luôn nè. Đó, ủa giật còn thiếu bình xăng mẹ ha. Con này thì giật bị cứng rồi, single là 237 nha. Đục cứng rồi, tum rồi, tum 260. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 200.000 ha. 170.000 thôi. Về anh em dễ làm nha. Rồi 170.000. 40 ha, 170.000 40 nha. Rồi bây giờ mình ra mình lên mới cần cho anh em nha. Cần đây, lên cho anh em dàn cần cho anh em ha. Đó, cần thì đây đủ tất cả các mặt mới cần nha. Có con mớ mình sang con này để chốt lô cuối đi thôi anh em ha. Đầu tiên vô cho anh em làm một con 330 nha. Đây là 330 nè. Đó, 330 tung rồi, 330. Cái này là thiếu chấn kẹp nè, thiếu chấn kẹp lăng im nha, thiếu chấn kẹp lăng im. Đó, to thước luôn đi. Đó, đo từ dưới ngay chỗ kia lên đây 1m4. Ống 28 ha. Ống 28 tay lái có thiếu chấn kẹp. Thì cái cây này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó 270.000 nha. 270.000. Mã số 270.000, mã số 41. 41 ha. Rồi tiếp tục vô cho anh em nè. Một cây cần KT 17 ha. Đó, tum rồi, tum 330. KT 17 nha. Đó, tum 330. Đó thước. Rồi, cái cần này dài tới 1m52 nha. Đó, 1m52 ha. Đó, cây này thì tay lái có. Thiếu là thiếu. Cầm rút. Tay lái có. Đây. Cây này là chén kẹp đầu bò đầy đủ nè, anh em thấy không? Đó, chén kẹp đầy bò thì đầy đủ ha. Đây. Rất là đầy đủ nha anh em nha. Nè. Đó, đầy đủ. Rồi, cây này thì bán cho anh em giá nó là 350 ha. 350 nha anh em nha. Nhiêu? Mã số 42 nha. Đó, mã số 42.
43 nè, vô cho anh em một cái cần tum rời tum 260 nè. Đó, tum rời tum 260 nha, tay lái nè. Dây ga còn luôn nè. Đó. Trắng cỏ còn luôn. Trắng cỏ còn luôn, đầu bò trắng kịp đầy đủ luôn, đang im luôn ha. Đó, đang im luôn nha anh em nha. Đây. Cái này thì dài 1,5 m ha, dài 1,5 m nha anh em nha. Đó, dài 1,5 m thì coi như là mình tính nó dài hơn á. Mà mình tính là cho nó là 1,5 m đi ha. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 330.000. 43. 44 nè, 44 vô cho anh em một cái cần echo nè, echo này 253, 251, 250. Thì gắn vô được hết nha. Đó, tum rồi ha. Đó. Đây là có tay lái đầy đủ. Chén kẹp đầu bò đầy đủ luôn nè. Đó, lăn im nè. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 370.000 nha. 370.000. 44. 45 nè. 45 này vô cho anh em một cái cần Hitachi nè. Cây này thì lăn im nè. Đó, lăn còn im nha. Đó, dính hơi dính cát một xíu nè. Đó, tay lái có. Ha. Tay lái có. Trắng kẹt đầu bò thì đầy đủ nè. Đó, trắng kẹt đầu bò đầy đủ nha. Đó. Rồi, cái cây cần này bán cho anh em giá nó là 320.000 nha. 320.000. 320.000. Mã số 45. Cần Hitachi này là cần Hitachi là cần cần tum 260 nha anh em nha. Hitachi 260 ha. Đó, 260 là tum nhỏ nha. Rồi, vô tiếp cho anh em một cái cần tum lớn nè. À lộn, cần tum nhỏ nữa nè. Tum này là tum cũng 260 nè ha. Có chén kẹp đầu bò. Chén kẹp đầu bò thì đầy đủ nè. Đó, chén kẹp đầu bò thì đầy đủ này nè nha. Đó. Nó dài cũng là 1,5 m ha, mà thiếu tay lái. Thiếu tay lái nha. Rồi cây này bán cho anh em giá 250 ha. 250. 46. 47 nè. 47 là vô cho anh em một cái cần echo 251 252 nè. Ủa cần này đẹp ghê mà. Tùm đẹp xuất sắc luôn nè. Đó. Mà tí con cái là cái này nó mất chén kẹp rồi. Đây. Nó mất chén kẹp rồi nha anh em nha. Nè, mất chén kẹp rồi. Đó, lăn thì lăn im ha. Mất chén kẹp. Rồi cái cây này dài cũng hơn 1,5 m ha. Đó, echo đẹp, echo 253 251 ha. Đó. Rồi. Cây này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 280.000. 47. Ha, mã số 47 nha. Rồi. Vô tiếp cho anh em nè, một cây cần của thằng Robin. Ha, Robin nè, lăn được nè, lăn im nè. Đó. Lăn nè. Tay lái có, tay lái keo đây là keo ở bên Nhật nó quấn chứ Ngọc không có quấn nha. Keo đây là bên Nhật nó quấn chứ Ngọc không có quấn. Đó, ống 28 ha. Đó là Robin 0304 ta. Không có chén kẹp nha, thiếu chén kẹp nha. Đó, có đầu bò thiếu chén kẹp ha. Ống 28 dài như vậy. Tôi dài gần 1,8 m, 1,48 m, 49 luôn nè. Đó. Rồi, cây này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 330.000 nha. Mã số 48 ha. Đó, mã số 48 nha. Ừ. 49 nè. 49 nè, vô cho anh em là một cái cần tum lớn, tum 330 nha. Tum 330, cái cần này dài 1,48 m nè, không có đầu bò ha. Cái này thì không có đầu bò, tay lái có. Tay nó là tay tay này tay mấy khí trời, chắc 9 khí quá, 11 khí á, chắc tay này tay 11 khí nè ha. Tay 11 khí, chắc tay 11 khí á. Lăn được nè. Đó, lăn im nha nè. Ống này là ống bao nhiêu nha, coi trong cái vỏ có không. Đó, ngày cái thố đó, thố dưới chân nè. Thank you.
ống này ống 25 nha. Rồi, cây này có tay lái lăn được. Rồi, cây này không có đầu bò. Rồi, cây này bán cho anh em giá 170 ngàn đi. 49. 49 nha. năm mươi vô cho anh em một cái cần tôm 260 ha. Con này thiếu tay lái, thiếu chấn kẹp nha, đầu bò thì có, thiếu chấn kẹp ha. Đây, thiếu chấn kẹp nha anh em nha. Đó, rồi cây này bán cho anh em giá 200 ngàn, 200 ngàn mà số 50 ha, mà số 50 nha. Đó, 51 nè, vô cho anh em là một cái cần 28 nè, ống 28 nè. Cần này hình như là của thằng 330 nữa nè, tôm lớn nè, tôm 330 ha. Đó, lăn im nè, bố lớn nè. Coi nè, cái này gắn vô ghế 35 đúng, banh chành nhà lầu luôn. Ống 28 nha anh em nha. Đó, ống 28. Lăn nè. Đó. Thấy không? Lăn còn đẹp nha, chuông còn đẹp nè. Đó. Đây là thiếu đó, là thiếu chấn kẹp đầu bò luôn nha, thiếu chấn kẹp à lộn, có đầu bò thiếu chấn kẹp ha. Đó. Rồi, cây này ống 28 dài là 1m4 nha anh em nha. Nè, 1m4 nè. Đo từ dưới kia lên dài 1m4 nha. Đó, 1m4. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 270 ngàn. 51. Rồi. 52 nè. Vô 52 nè. 52 vô cho anh em là một cái cần của Robin nè. Robin này là Robin NB30 nha. Đó, ống 28 NB30. Tùm lớn nè, thiếu đầu bò ha. Thiếu đầu bò với lại chén kẹp ống 28. Nó là 13 răng nha. Nè. Nó là 13 răng nha anh em nha, 13 răng lận á. Đó. Rồi, cây này có tay lái đâu luôn. Giờ kiếm đầu bò bỏ vô ha. Rồi, cây này bán cho anh em giá 200 ngàn. Mã số 52. Mã số 52 ha. Mã số 52 200 ngàn. Rồi, vô tiếp cho anh em là một cây cần của thằng 330 nữa nha. 330 nè, lăn im nè ha. Đó, lăn im nè, những tay lái có nha, tay lái có nè. Này thì thiếu chấn kẹp luôn, thiếu chấn kẹp luôn nè. Đó, thiếu chấn kẹp luôn nha anh em nha. Đó, dài là dài à, dài 1m45 ha, dài 1m45. Đó, dài 1m45. Rồi, cái này thì để cho anh em giá nó là 300 ngàn nha. 53. Rồi, cái này để cho anh em 270 đi. 270 ngàn nha. 270, mã số 53. Năm bốn nè, vô cho anh em là một cái cần của thằng 330 nữa nè ha. Đây là con Seno nè, Seno nè. Đó, con Seno á. Đó, 330 nha anh em nha. Đó, 330. Lăn im nè. Đó. Nó có đầu bò, chén kẹp thì có mà mất cái con ốc này rồi. Con ốc thì mất nha. Ừ. Con ốc thì mất. Rồi, cây này dài cỡ 1m4 nha, 1m4. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là này, ông cũng 28 luôn nè. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 270 ngàn. 55. 56 nè. 56 vô cho anh em là một cái cần nè. Cần này bằng 330 nè ha. Giữ cái cây lên đó, lăn im nè. Đó, thấy lăn à. Nó có cái lưỡi luôn nha, cái tay lái luôn. Có lưỡi luôn nè. Đó, lưỡi nè. Ừ, tay lái này đầy đủ luôn ha. Đó, đầu bò chứng kịp có luôn. Có lưỡi thì có chứng kịp đầu bò chứ. Rồi, những cây này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 350 nha. 56. À, 56. Rồi, 57 là cái lô cuối cùng nè. 57 là Ngọc sẽ bán cho anh em cái này. 5 cái bình xăng con dày ha. 5 cái bình xăng con như vậy thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 100 ngàn. Có 5 cái vú bơm luôn nè. 100 ngàn. Mã số 57 nha. Đó. Rồi, nói chung là hôm nay Ngọc lên nhiêu này thì nó cũng có được ít hàng cho anh em ha. Đó thì anh em coi lưu ý coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình.
thì mình có chọn nha anh em nha. Rồi cũng xin chào và hẹn gặp lại ha. Và chúc anh em bà con là luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe nha anh em nha.